Anh em đang thiếu kim cương, hãy đến với shop đucmoptv.vn, nơi mua hạc và quay kim cương giá rẻ. Shop đang giảm giá đến 80% tất cả các vòng quay, tỷ lệ lẩu hũ rất cao. Chỉ với 15.000 đồng các bạn có cơ hội nhận được hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vài sách đít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Ok, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình và mẹ Đức Móc đẹp trai, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Tình nghĩa tao đẹp trai vãi rồi. Hôm nay nhá, mình có một cái trò chôn mon như này. Bọn mình sẽ giả vờ bị ảo game anh em ạ. Kiểu chơi game quá 180 phút đâm ra ngáo game anh em. Đấy. Thì anh em nếu mà ai chưa ấn like clip thì anh em kéo xuống bấm mình một nút like đi, bởi vì nó là miễn phí. Còn ai chưa đăng ký kênh cũng đăng ký luôn đi nhá. Đăng ký kênh này đi đôi với bấm quả chuông anh em ạ, bởi vì mỗi lần mình ra video anh em sẽ nhận được thông báo nhá. Ok. Anh em giả vờ chơi game bị ảo nhá. Bị ảo không, kiểu kéo tâm headshot đấy. Ok luôn. Xem phản ứng của mon như nào. Bây giờ nha anh em, giả vờ ngồi chơi game chờ mon đến nhá. Giả vờ chơi. Không tí lúc nào em đập cái đùi anh xong em giả vờ bị co giật kiểu giật gì. Đấy. Giống mới đang ảo game. Bây giờ mình chờ mon tới. Bắn đè. Bóng kê. Vũ tàng. Ôi, ảo ra đấy. Má anh mình thấy tạo. Gì vậy? Điện giật không? Mà đây không có điện, cái gì vậy? Anh tin gì vậy? Ôn địch này. Thật bắn nó. Cái gì vậy? Con sọt, kéo tâm, kén sọt. Đặt con kêu. Cái gì vậy? Lâm đi. Cái gì vậy anh ơi? Mày là địch. Cái gì đây? Cái gì vậy? Đặt kêu. Bị gì anh Tinh, có bị nóng đầu không? Đừng đứt chiên Tinh, bị gì vậy? Hai người bị gì vậy? Người đạn đây. Hai người bị gì vậy? Người đạn đây. Cứu tôi. Cứu đạn gì? Con đời tôi, có địch. Đằng sau có địch. Địch đâu? Địch là gì? Thường thường. Chúng mày, nhanh nhanh địch. Quăng xóa kêu. Nhẹt xóa. Tao đúng gì? À. Thế này. Tinh bị gì hả? Anh Tinh, anh Tinh bị lốc kìa. Tại là cứu lốc đâu đó. Bỏ. Không có trả. Đưa ra để anh cứu. Cứu, bông keo cứu. Ây da. Rồi em tuôn máu. Uống không? Ô địch. Cái gì? Đến rồi. Dao phi dao. Còn à, tao quấn mày chết. Cái mẹ nó là phi dao phi dao. Cái gì đây? Ôi. Hả? Ôi da, địch có khó. Địch có khó. Có gì? Hả? Bị thế mà. Chơi game nhớ bị nhiễm hả? Ui. Địch cái gì mà đi? Địch có con M500 kìa. Mà cho anh em con M500 cái gì? M500 cái gì ở đây? Đặt kêu. Mày đặt kêu ơi. Mày đi kháo game hả? Đi đây. Mày kháo game hả? À game hả? Chơi game hết thôi. Tao không gặp đi mắt đây. Ê, cái gì mà tên hốt? À, đau thật. Thùng đâu anh Tin ơi? Mày điện cho ai? Điện cho xe cấp cứu lại rước hai người đi chứ ai? Bệnh viện tâm thần. Mới nhặt được cái mũ ba. Cái gì vậy trời? Mũ ba. Bông keo. Đâu? M1014. Bông keo. Đặt keo. Hết trò. Bông keo nè. Quăng đi. Alo à? Alo. Dạ, em hỏi có phải bệnh viện Biên Hòa không ạ? Anh em chơi game chứ? Rồi. Cấp 1 rồi. Là sao? Đi kiếm tiếp. Ai vậy? Là sao? Đi em xong đâu. Là bị gì? Mà anh không bị gì cả. Bị điên hả? Không bị điên. Chả là như thế này. Anh lên tìm chơi game từ sáng đến giờ chơi cũng phải 5-6 tiếng rồi. Buya. Hai tập nhảy cái chó.
Làm chó đi, làm chó đi. Tặng hoa. Thả tim. Bọn anh chơi game 5-6 tiếng không hiểu tại sao bọn anh cứ bị ảo game ấy. Thích chơi quên tắt. Bọn anh chơi 5-6 tiếng bị ảo game. Thế anh đến bệnh viện rồi nhá. Bệnh viện tâm thần là bệnh viện. Ôi thôi thôi, anh trốn em thôi, anh Minh đi trốn em thôi. Mày cứ bị ngu à. Nghĩ gì mà bọn anh gặp ảo game. Nhưng mà tại sao em lại đeo khẩu trang như thế này? Anh để camera có kìa, ra ra nói chuyện với các bạn. Không. Tại sao lại đeo khẩu trang? Không. Tại sao? À, anh. Tại sao lại đeo khẩu trang? Tại sao? Tại vì để mình giải thích cho mọi người biết tại sao bé Mon đeo khẩu trang nhá. Bởi vì nhá, mặt bé Mon mặc một cái mụn ở đây này, xong bé Mon đi tẩy mụn này, cho nên là có sẹo, cho nên không dám lộ mặt, phải đeo khẩu trang. Trước mấy ngày nay các bạn hỏi rất nhiều nhưng bây giờ mình mới có thể trả lời. Bỏ khẩu trang các bạn xem. Không, em bị viêm mũi nữa. Không, bỏ ra. Em bị mồm nóng. Bây giờ em thử review khẩu trang một bên kia, mặt bên kia cho các bạn xem rồi. Các bạn yên tâm, mặt bên này. Không. Xong em đẩy lại luôn. Hay xong em đẩy lại luôn cho các bạn xem. Bên này. Không. Mới bên này. Đây. Rồi. Đang trị mụn mặt hơi vàng vàng. Ok, thì clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các anh em thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Bố nha. Bye bye anh em. Ok anh em, và mình đang có mặt tại shop của mình để quay kim cương nhá. Quay kim cương đâu, ở đây có vòng quay nào, anh thích vòng quay nào nhỉ? Vòng quay nào mà vừa rẻ mà vừa may mắn cao cho tao. À thế thì có vòng quay chung tay đẩy lùi Covid này này. À hợp lý đó. Đấy, chung tay đẩy lùi Covid vào nhá. Đố mày quay được nhiều kim cương ấy. Shop em thì hơi bị nhiều luôn. Đây anh thấy không, ở cái phần này này có mấy bạn trúng 6.000 kim cương này. Đấy, có cả trúng 1.700 này. Ôi vòng quay hình Covid luôn à. Đấy, ở đây có phần chơi thử nhưng mà không được kim cương đâu. Thôi chơi thật luôn này. À, chơi thật luôn đi. Em quay một lần đầu tiên nhá, cho anh xem nhá. Uầy! 8.000 kim cương. Quay cho tao đi. Tí em cho à, tí em cho, từ để em quay phát lại nữa. Nhân phẩm nào, nhân phẩm. Uầy! 8.000 kim cương tiếp. Cho tao 2 luôn đi. Thôi cho anh 1 thôi. Tí em còn cho bé Mon của em nữa. Quay tiếp này. Uầy, xui rồi. Ơ, nhưng mà được cái mã... mã sale giảm giá lục long M4 1014 lục long, có nghĩa là long tộc ấy. À, mã sale giảm giá tiếp tục ạ. Nhân phẩm ui, nhưng mà như này được cái lãi rồi, lãi rồi, 15 lãi rồi mà được như vậy là nhiều quá. Đây, quay thử 10 lần liên tiếp nào. Ui 140 sẽ có bao nhiêu kim nhân cương? Phẩm ui 34.000 kim cương, nhiều vãi đái luôn. Ui ui ui, cho tao đi. Để rút kim cương á. Thôi thôi, để em rút về nick em tặng quà cho anh. Rồi, em xin để kim cương này đứt. Ui từ chờ em tí, chờ em tí. Ui bây giờ hiện nhiều tại thực sự em xem em có bao nhiêu. Có 52.000 kim cương thôi, em rút trước về nick em 10.000 kim cương, tí em rút nick anh sau nhá. Ok. 5 minutes later. Rồi rồi, kim cương đã về lick rồi anh em ạ. Nhưng mà về chưa hết đâu, phải đợi một lúc nữa nó mới về hết anh em ạ. Xem có hôm nay shop có gì giảm giá không. Nào. À, có thẻ tạo phong giảm giá này, mua luôn 20 cái luôn. Ôi mắc rồi, mắc là 20 cái em ạ. Đó, kim cương vẫn chưa về hết đâu. Một lúc nữa kim cương mới về hết cơ. Các bạn quay kim cương phải đợi 5-10 phút là nó sẽ về nhá. Mình mới về trước một ít anh em ạ. Rồi. Rồi bây giờ vào quay cái bộ con gái mới ra đâu nhở. Phong quay nào nhở. À, phong quay bay màu đúng không. Bay màu đúng đâu nhở. À đây. Rồi mình thích cái bộ con gái này anh em ạ. Bây giờ mình chuyển luôn, bỏ hai cái hộp cuối cùng đi. Hai hộp này vô tác dụng. Ok, bỏ xong rồi. Quay lần đầu tiên là 9 kim cương. Rồi nhân phẩm đến đâu nào. Thực sự ấy, cái này ấy, đến cái vòng cuối cùng chắc chắn nó ra đồ con gái, mình đảm bảo luôn. Cho nên là mấy hộp này không quan trọng, em cứ quay đi, nhiệt tình nhé. Rồi mình là người có kim cương mà anh em. Quay ở kim cương shop mình uy tín anh em ạ, rút được 100% nhá. Shop mình uy tín như cái tên Đức Mõm luôn. À đùa đấy, shop mình uy tín thật anh em ạ. Rồi. Giá gì đây? Giá Catala. Ok, mình sẽ lấy cây màu hồng nhá, nhìn nó đẹp đấy. Quá đẹp luôn, lấy luôn. Trời ơi. Rồi, bộ lưu cuối cùng này. Uầy, mấy bộ mình thích hết này, nhưng mà mình sẽ lấy bộ nào đây ta? Bộ này cũng đẹp này. Nhưng mà bộ này mới ra, sợ nó không ra nữa thôi. Mình sẽ lấy bộ này nhá. Ok anh em. Rồi, mình đã sở hữu bộ này rồi nha anh em nhá. Nếu mà anh em thiếu kim cương thì cứ vào shop mình quay anh em nhá. Ok anh em, uy tín luôn.